Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Không sai các vị. Thế lực ngoại cương tấn công, thành tổ long ta đương nhiên sẽ đối đầu với chúng để đảm bảo sự an toàn của các vị. Nhưng trong quá trình đó, làm phiền các vị yên phận hơn một chút, đừng gây chuyện ở trong thành của ta. Trúc Minh Lãng, ngươi không hề biết thế lực ngoại bang mạnh đến mức nào. Vẫn là nên ngoan ngoãn giao quyền của thành này ra đi. Bảo Lê Vân Tư rút hết quân về. Nếu không, ngươi và người của tộc ngươi chỉ có con đường chết thôi. Lần này chúng ta phải đối đầu với hậu duệ của thần. Ngươi thực sự được thần minh phù hộ đấy. Trúc Minh Lãng, ngươi thực sự nghĩ mình có khả năng để đối đầu lại với bọn họ hay sao? Đúng vậy, bọn ta không muốn bị coi là loài dị nhân bị tiêu diệt mất đâu. Họ muốn ly xuyên, muốn thành tổ long thì giao cho họ. Vậy là được thái bình. Hạo khí võ tông, hà hư tử. Vậy nên đường đường là thái tử của cực đình mà đã định cùng các vị quỳ gối trước thế lực ngoại cương rồi sao? Bọn ta như vậy là thức thời. Trúc Minh Lãng, ngươi ngạo mạn. Cho một lượng lớn binh sĩ canh giữ thành là sự khiêu khích đối với những người ở thượng giới. Chúng ta đều sẽ gặp họa. Vậy nên đêm nay, dù ngươi và Lê Vân Tơ có giao quyền thống trị ra hay không, thì bọn ta đều sẽ không chỉ đứng nhìn. Đúng vậy, giao thành Tổ Long ra. Giao thành Tổ Long ra. Giao thành Tổ Long ra. Triệu ưng, ngươi đừng quên đây là địa bàn của ai. Vậy thì có sao chứ, quân đội đang canh giữ tường thành. Chỉ cần hạ ngươi vào Lê Vân Tử, ta không tin đám ô hợp đó dám chống lại ý chỉ của hoàng tộc bọn ta. Bắt lấy chúng. Bên ngoài có cung thủ tạ của ta bao vây. Trúc Minh Lãng, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó mà bay được. Các vị bớt nóng giận, bọn ta chỉ muốn nhắm vào Trúc Minh Lãng và Lê Vân Tư mà thôi. Triệu ương, ta thề với danh nghĩa của hoàng tộc, ta chắc chắn là sẽ đối xử tốt với mọi người. Sau này thành Tổ Long cũng sẽ có một nơi thuộc về mọi người. Hôn trưởng môn đắc tội rồi. Chỉ cần ngươi để kiểm quân của ngươi rút ra khỏi Nhuệ Quốc, ta sẽ không làm khó hai vị đâu. Nghĩa nào ngươi thực sự cho rằng đám phế vật này giữ được chân ta? Một tiểu cô nương thôi mà đừng hống hách. Hạo khí kim Phật trưởng. Mộng Như, chúng ta đi thôi. Vâng. Triệu ưng, cảm ơn ngươi đã tiếp đãi bằng rượu ngon. Mấy ngày sau, ta sẽ đưa kiếm quân đến san bằng phủ thái tử của ngươi để bày tỏ sự cảm ơn. Thái tử điện hạ, chúng ta có cần đuổi theo hay không? Đuổi theo cái con khỉ ấy, ngươi đuổi được chắc? Đáng ghét thật. Bắt ba người Trúc Minh Lãng, Lê Vân Tư, làm mình xa lại. Triệu ưng, cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại vô dụng vậy. Tín hiệu của thành chủ xuất hiện rồi.
Ra tay! Gì cơ, phô trương vậy sao? Trúc Minh Lãng, tên tiểu nhân bị rồi, ngươi lại dám chơi xấu ta. Thái tử điện hạ, chiêu lớn sắp xuất hiện đấy, nhớ phòng thủ cẩn thận. Ta đã nói với các vị rồi, ở trong thành của ta phải an phận thủ thường. Sao lại cứ phải làm trò thế nhỉ? Sao có thể chứ? Cao thủ và bộ đội tinh nhuệ của Ly Xuyên đều đã bị chia đến khắp các thành trì. Thành bang để canh giữ rồi, sao họ vẫn còn nhiều người để bao vây chúng ta như vậy? Liệu có phải là tổ chức thần hạ sau lưng cổ hắn hay không? Cho dù có thì cao thủ thần hạ cũng phải ngày mai mới vào cực đình được. Mấy tên ngu ngốc hạ giới này còn không biết rõ ở phe hắn có bao nhiêu cao thủ. Chắc là Trúc Thiên Quan ra tay rồi. Ơi, chắc chắn trong lộ đình trúc môn của họ bây giờ trống không. Triệu Dư, ngươi tìm cơ hội lẻn vào đi đi. Báo tin này cho An Vương và Phụ Hoàng. Lộ đình của trúc môn đã không có cao thủ canh gác, cơ hội ngàn năm khó gặp. Được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải lầm gai lếm mật, giả vờ đầu hàng trước đã. Về đại cục hắn đã thua rồi. Ngày mai đại quân của Minh Thần tộc chúng ta đến thì cũng là lúc chết của hắn. Có được duỗi được, thái tử và thượng nhân quả là bậc đại trượng phu. Các vị, bây giờ có muốn phản kháng hay không? Trúc Minh Lãng, ngoại cương đáng sợ hơn ngươi nghĩ nhiều. Nếu ngươi chọc giận bọn họ, chắc chắn là sẽ bị diệt tộc. Ơi, nói vậy, ông từng đến ngoại cương hay sao? Không có. Vậy sao ông biết không thể nào chiến thắng họ? Vô tri, chờ ngày mai thần tộc bọn ta tấn công, ngươi sẽ biết tuyệt vọng là gì. Kỳ Hạp và Bắc Tuyệt Nĩnh đều có trọng binh canh giữ. Minh thần tộc gì đó mà các ngươi muốn tấn công, phòng thủ của bọn ta chiếm ưu thế địa hình. Sao lại không cản được các ngươi? Dựa vào chút binh lực của Kỳ Hạp, chỉ là đám quân tạp nham, đông thế nào cũng vô dụng. Trúc Minh Lãng, người nạ đánh vào mặt của ta. Yên tâm, sau này còn nhiều cơ hội lắm, chỉ cần ngươi thiếu đòn như thường là được. Đúng là đứa trẻ ngây thơ, tùy tiện để lộ tuyến tấn công. Từ kỳ hạp của đại quân Minh thần tộc ra ngoài, các vị, ta giam các ngươi ở đây, chờ tộc nhân của tông lâm của các ngươi mang tiền chuộc đến. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Công tử, hai nữ tử này xử lý thế nào? Ây ô, không phải là trưởng môn đây sao? Chẳng phải ôn trưởng môn võ công cái thế, không sợ âm mưu quỷ kế ở trên thiên hạ hay sao? Lưới bắt chim sẻ, ta tùy tiện bày ra, sao lại bắt được phượng hoàng như cô nhỉ? Trả và ta bảo mẹ ta làm cho cô, phần ăn 15 chuyên tâm tu luyện, giang hồ hiểm ác, không có gì đừng chuồn ra ngoài. Chờ ta và lương tử nhà ta sinh một đứa nhóc đáng yêu sẽ bái cô làm sư phụ. Chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Trúc Minh Lãng, người mượn sức mạnh của phụ thân gì thì có bản lĩnh gì, có bản lĩnh thì phân cao thấp. Hét to như thế làm gì, nhận lỗi với lương tử của ta, hoặc là bảo kiếm quân của cô sẽ trở về miểu quốc. Nếu không, cô sẽ là tù binh của ta. Người mơ đi. Tỷ tỷ,
Tỷ khuất phục đi, chúng ta cũng không phải là kẻ địch của Trúc công tử. Cấm miệng. Vậy thì an tâm làm tù binh đi. Không phải tất cả thế lực ở cực đình đều có thần minh chống lưng như là Miểu Sơn kiếm tông các ngươi đâu. Sinh tử tồn vong của bọn ta đều phải dựa vào chính mình. Tinh Hoa, cô xem thử hung cát giúp ta với. Công tử có chuyện gì lo ngại hay sao? Chuyện này liên quan đến người bị ta chém bị thương lúc liên thiếu. Vừa khéo gặp phải một chuyện ly kỳ. Một nhân vật lớn mà ta biết có tướng mạo giống với một người từng bị ta chém. Hẳn là ta đã nghĩ nhiều, thiên hạ làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nhưng vẫn muốn cô giúp ta giải đáp mối lo ngại trong lòng này. Ta vẫn luôn lưu ý, mệnh số của công tử tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ cần không đối đầu chính diện với thần minh. Có lẽ tên đó chính là thần minh, ta đã chém một cánh tay của hắn. Mệnh quý của thần minh rất là khó đoán, nhưng ta dẫn mệnh quỹ của công tử vào thần minh can thiệp. Thế nào, là do ta nghĩ nhiều hay sao? Sao vậy, sao lại khóc? Thân là tiên tri, dù là thiên tai nhân họa hay là biến cố động trời đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay, đồng thời khiến mọi người tránh được nó. Nhưng lúc nào ta cũng sai sót. Sai sót là việc rất là bình thường, thế gian bao nhiêu người, không thể nào dùng lẽ thường để hiểu hành vi của tất cả, cô không cần phải tự trách. Ta tính sai cho người khác thì không sao, nhưng, ta luôn tính sai cho công tử, tính sai cho ta, vừa rồi cô nói mệnh quỹ của ta rất thuận, chẳng lẽ người đó thật sự là Tước Lang Thần? Chín phần là vậy. Vừa rồi cô nói mệnh quỹ của thần minh rất là khó dự đoán. Vậy vì sao bây giờ lại chắc chắn hắn là Tước Lang Thần? Có manh mối mệnh quỹ thì có thể suy diễn. Vừa rồi ta thấy người và hắn tiếp xúc cùng những người và chuyện liên quan năm hắn và chuyện liên quan đến hắn, xác định hắn là Tước Lang Thần, nhưng hắn vẫn chưa khôi phục thần cách. Thế chẳng phải vẫn còn cơ hội chuyển biến hay sao? Thời gian này ta sẽ khóa mệnh ngấn của hắn, cố gắng khiến cho hắn gặp một số khó khăn. Khóa mệnh ngấn?